xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Ở tập trước thì mình đã chế tạo thành công một bé rồng Ender nhân tạo nè. Và hiện tại thì mình đang sử dụng em rồng này để làm cái phương tiện di chuyển chính á. Bên cạnh đó thì mình cũng ăn thêm một trái quỷ mới được mang tên là OP OP Nomi, với rất là nhiều cái kỹ năng khác nhau như là căn phòng này, dao phẫu thuật hoặc là dao gamma này, còn có thể dịch chuyển nữa cơ, rất là tiện lợi luôn á. Và trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ chế tạo một loại vũ khí mới cũng như là một bộ giáp mới nhá. Hôm nay mình sử dụng cái thanh kiếm Bedrock, với bộ giáp Bedrock này cũng khá là nhiều rồi. Và bộ giáp và vũ khí trong ngày hôm nay mình dự định chế tạo đó chính là từ những cái aquatic pellet mà những con cua hoàng đế nó rơi ra nè. Nhưng mà đầu tiên thì mình cần phải mình cần phải nén nó lại một lần trước khi nung các bạn ơi, thì nó mới tạo thành cái loại khoáng sản được. Để coi, mình chỉ có 7 thôi. 7 thì hơi ít á, không biết có đủ để làm một thanh kiếm không ta. Mình sợ thiếu á các bạn ơi. Để giờ tạm thời mình sẽ nung ra trước đi. Cái này thì mình được ui, nếu 7 là mình còn thiếu, mình còn phải có 8 cơ. 8 cái aquatic pellet này nè thì mình mới có thể chế tạo được một cái thanh kiếm thôi. Vậy là trong thời gian với 2 tập mình cần phải farm thiệt là nhiều cua nữa rồi thì mới có đủ để làm một bộ giáp, chứ giờ thì không đủ đâu. Đây có cua nè, để mình thử đánh coi có nó có rơi ra không. Chắc phải đánh cua bự hay sao ấy. Mình thấy mấy con cua nhỏ thì đánh miết nhưng mà nó vẫn không có chịu rơi ra. Đây cũng cua nhỏ nữa nè. Để mình lượn vài vòng coi coi gần đây có con cua hoàng đế bự nào không nhá. Rồi sau đó thì mình sẽ farm luôn. Ui, đi được một lúc thì mình mới gặp được một con cua hoàng đế bự bự xíu nè. Hy vọng cái con cua hoàng đế này nó sẽ cho mình một ít cái aquatic. Đây nè, aquatic pellet nè. Được 18 hả? Ui, 18 vậy là đủ rồi. Giờ đằng kia còn 2 con. Nhưng mà cua nhỏ quá. Hay là mình để đây để cho nó từ từ lớn rồi mình farm ta. Chắc vậy nó sẽ hợp lý hơn á. Chứ giờ nó còn nhỏ, mình farm cũng đâu có được những cái aquatic pellet đâu. Rồi giờ thì mình sẽ trở về nén mấy cái này lại rồi nung tiếp để có thêm những cái quặng nhá. Rồi giờ thì mình sẽ cho cái số này vô trong lò nung. Và 7 cái hồi nãy nó đã chết nấu xong rồi nè. Giờ thì lấy thêm một cái nữa là 8. Và để làm được một cái thanh kiếm trước á thì mình cần phải có que cơ. Và mình cần phải qua cái màn chế tạo này, đỏ ra que và đặt theo công thức theo hình dạng giống như vậy. Nhưng mà không phải cây này, cây này nó chỉ có 14 năm thôi. Mình muốn một cây xịn hơn á nên sẽ nâng cấp thêm hai bên giống như vậy. Đó, nó sẽ ra một món vũ khí mới và món này sẽ có được 18 sức tấn công lận. Ui, cái cây kiếm mình chỉ 14 thôi đúng không, mà cây này tới 18 lần đó nha. Cho nên nó sẽ rất là mạnh. Và để sức mạnh này càng tăng lên á thì mình sẽ cho vào bàn enchant nè, ép cho nó dòng sắc bén cũng như là một ít cái gây cháy nè. Đó, vậy là ép xong rồi. Và hiện tại thì cây kiếm mình chỉ có 2 dòng enchant thôi nên nó chưa thực sự mạnh. Khi nào mình có thêm kinh nghiệm á, mình sẽ ép hết những dòng có thể ép vào cho cây kiếm mình thiệt là tốt nhá. Trời cũng đã tối rồi, để bây giờ mình dùng cái bếp giường ngủ một cái nè. Và sáng thức dậy thì mình sẽ làm thêm một cái công chuyện nữa, đó chính là khám phá cái ngọn núi bí ẩn mà tập trước mình vô tình phát hiện trong lúc đi tìm kho báu nè. Ngọn núi này là một ngọn núi trên một hòn đảo nhá. Và địa hình trên đây thì có thể nói cực kỳ cao luôn. Chắc mình phải dẫn cái em rồng mình đi theo rồi, chứ mình là trèo lên không có nổi đâu á. Và giờ thì vũ khí đã có, thức ăn cũng có luôn, nên chắc mình sẽ bắt đầu lên đường rồi nào. Và quên mất, những cái rương kho báu ở dưới mấy con tàu bị chìm mà tập trước mình chưa có lấy được á, đó, những con thuyền đó, thì tí về thì mình sẽ lấy nốt luôn nhá, để có rương kho báu mà mở, chứ bây giờ trong người mình á hết trơn rương kho báu rồi. Giờ thì mình sẽ lên đường để tiến lại gần cái ngọn núi đó nha các bạn. Và bay bằng bé rồng Ender một lúc thì mình đã tới cái ngọn núi này rồi các bạn ơi. Ui, ngọn núi này có nhiều cua cực nhá. Để coi coi mấy con cua này là, ui, cua con rồi. Cua con thì nó sẽ rất ít khi rơi ra những cái aquatic pellet đó. Để coi coi mình lượn vòng vòng coi còn, ít con nào đấy. À, cái con này con croc. Cờ rót nè. Đánh thì nó sẽ rơi ra da cũng như là thịt bò chính á, lấy ăn cũng được. Để mình lượn qua phía sau ngọn núi coi coi. Phía sau này, ý, và giờ mình mới ý mấy cái cây này nó có hoa nè.
Mình sẽ đáp xuống một cái. Ui ui ui. Wow, này có cái cây này có gai, đứng lên nó mắc máu quá trời luôn á. Ui, phải cẩn thận mới được. Ê, trong này còn có cua nữa nè. Nó bị mắc kẹt các bạn ơi, kiểu như gai nhiều quá nó không có đi ra được á. Ui, cái này mình dùng cái gì đây? Wow, cái này dùng rìu đập mới được. Và nó sẽ rơi ra một cái thorn rose. Cái hoa hồng hả? Hoa hồng gai. Còn cái này là cái cây gai đúng không? Chặt một cái coi có. Úi. Úi. À, mấy cái gai này nó chết rồi, mình chặt cái là nó tươi lại này các bạn ơi. Ui đã giờ. Không biết cái này mình có mang về nhà trang trí được không ta? Nè, mình chặt cái nó tươi lại nè. Và có thể đào được không? Hy vọng là đào được. Ui. Vậy là mình không thể nào đào được các bạn ơi, mình đào một phát nó ra thì một nhành nữa nè. Ngộ ghê luôn á, đây là cái cây kỳ lạ nhất mà mình từng gặp luôn á. Ấy trời, để mình sẽ thử qua đây coi coi còn cái gì đặc biệt ở phía dưới ngọn núi này không. Tại vì hôm trước mình chỉ mới nhìn cái mặt tiền à, mà mặt sau mình chưa có nhìn. Ui, lại là cua hoàng đế kìa. Giờ sắp tới mình có thể là gần gần cái ngọn núi này nè để farm cua hoàng đế được á, rất là nhiều luôn. Cạnh đây còn có một cái con tàu hải tặc nữa. Ai chà, ai chà. Mình đang sử dụng em rồng này để làm cái phương tiện di chuyển chính á. Bé rồng. Cái tên này. Rồi. Mình bị cá ếch rồi. Thiệt tình luôn á, mới có bé rồng thôi à. Tôi đã hy sinh nữa rồi. Kiểu như mình không có duyên với mấy người bạn đồng hành trong này hay sao ấy. Người nào đi chung với mình, có bé rồng là dai nhất á. Đi được một tập luôn. Còn mấy bé trước là đi có vài phút là ngậm củ tỏi à. Mình không biết mình có làm gì sai đúng không? Không nhắm mình, toàn nhắm vô mấy bé bét mình thôi. Cú thiệt sự luôn á. Không được không được, mình phải đánh bại hết mấy tên này trong này để trả thù. Ê, một tên nữa. Dám chống với cành kiếm bằng ha. Aquatic Blade của mình. Đừng có đùa. 18 đam đấy, đâu có yếu đâu. Và đập hết spawner cho mấy tên này ha. Đừng có xuất hiện và ha. Tiêu diệt thêm người bạn nào của mình hết. Trong này có rương trái quỷ không? Đánh không có gương trái quỷ rồi mà còn lấy mạng của bé rồng mình nữa chứ, dễ giận không? Này thì đánh bại rồng của mình, này thì giết rồng của mình nè. Mình sẽ tiêu diệt hết, đập hết spawner luôn. Cái kỹ năng của mình nó không có phá hủy được block thôi. Nếu mà kỹ năng mình phá hủy được block á, thế nào mình sẽ cho cái con thuyền này tan tành ấy. Hơn như các ngươi là kỹ năng của ta không có phá hủy được block thôi. Hồi giờ phải triệu hồi thêm một em nữa rồi. Thì cái tình luôn á, đồ thì không có xịn mà mất một người bạn hơi bị tiếc luôn. Chị hỏi lại bé rồng. Ý. Ui, bé rồng này có đôi cánh màu khác nè. Hơi ngả tím một xíu nha. Và hình như còn nhỏ hơn rồng trước của mình nữa cơ. Rồng trước mình nhìn to lắm. Rồng này nhìn bé tẹo à. Chắc này rồng chưa trưởng thành hay sao rồi. Và giờ mình sẽ lượn thêm vài vòng nữa nhé. Ui, ở đây có tôm nữa nè. Ủa, có cua nữa nè. Ấy, các bạn có để ý là cái hòn đảo này cả đống cua hoàng đế không? Nó nhiều cực luôn ấy, nhưng mà nó còn nhỏ à, chắc không có rơi ra Aquatic Valet. Mình sẽ đợi cho nó lớn trong thời gian dưới 2 tập á, rồi mình sẽ lại đây và lấy thịt cua nhá. Giờ thì bay tèm tèm lên trên cao thôi. Ngọn núi này kìa, coi kìa, nó hùng vĩ chưa. Cao thực sự luôn á. Uầy, và không biết cái đá này mình có thể sử dụng trong việc chế tạo không ta. Chưa, để mình đào thử một ít cái khối đá này mới được. Lấy cái cây cúp ra. Wow, nó cứng, các bạn coi này. Dead rock, cái kiểu như là cục đá chết đó. Và mình không biết mình có đào được không nữa mà mình thấy lâu quá à. Hy vọng là đào được nhá. Cái này chắc chế tạo đồ chắc là bị xịn luôn á. Đào được rồi nè. Và mình có thể sử dụng nó để. Ủa? Không có làm được gì hả? Trời ơi. Không làm được cái gì hết mà đào cả buổi trời luôn á. Ui, chưa chưa chưa, ở đây còn cái khối gì nữa nè. Cái này không biết có đào được không? Cái này cũng đào không được luôn. Mấy cái khối trên đây nó cứng lắm các bạn ơi. Cây thì càng không thể đào. Đào là nó sẽ mọc ra thêm á. Ủa, trên này chứ có vậy thôi hả? Ủa? Ủa chứ tự nhiên có cái khu núi cao như vậy mà không có gì trơn. Kỳ cục kẹo vậy. Trời ơi, bị dụ nữa. Đã vậy còn mất hết một người bạn nữa chứ. Ê. Ui. Chưa 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 chưa. Mình gặp con gì kìa. Mình sẽ tìm một nơi an toàn cho bé rồng của mình.
có rương nữa nè. Monkey. À, con khỉ. Chưa, nhưng mà mình đang bị mất nhiều máu quá. Chắc mình phải chiến đấu trên địa hình khó khăn như vậy rồi. Sử dụng năng lực rác quỷ thôi. Ui ui, bé rồng. Ê, chết. Đừng. À, mình để bé rồng nó an toàn rồi mà bé rồng lại cái chỗ gai chi vậy? Một phần cũng tại ngươi. Ui, nó bị gai đâm rồi kìa. Không biết có nên đánh nó để cho nó đừng bị gai đâm nữa không ta? Nó đang là cái một người nghe cũng tội nghiệp ghê á. Nhưng mà thôi tội nghiệp, nhưng mà cũng kệ, mình sẽ dùng. Ây da. Ui, nó đánh đau đấy. Sẽ cắt hết mấy món này ra để mình có thêm không gian để sử dụng kỹ năng nhá. Dao phẫu thuật. Lấy trái tim của người nè. Ui, đánh hụt rồi. Ui, cái con này mình không có lấy trái tim được. Không có lấy trái tim được, mình sẽ thử dùng toàn bộ cái sức mạnh của mình từ năng lực tác quỷ. Ui, nó còn có kỹ năng nhảy lên nữa kìa. Để đánh bại con này coi được không nhá. Mình sẽ dùng cú đấm ra điện nè. Sau đó dùng dao anh ra. Ui, có trái tim nè. Lụm. Bóp nát trái tim của nó. Ơ, nhưng mà gì thì không có family cho lắm. Mình sẽ sử dụng cái kỹ năng lướt của mình. Ui chết rồi, lướt cái hộp lát mà rớt xuống đây rồi. Ui nó mạnh lắm. Cú đấm của mình. Dao phẫu thuật. Lấy trái tim nó bóp rồi đó bạn ơi. Ây da. Ui nó kích nổ để đẩy mình xuống dưới này nè. Con này cũng mạnh đấy. À, thì ra trên ngọn núi này có một con khỉ các bạn ơi. Ui nó đã rời xa cái vòng của mình rồi. Tắt cái căn phòng thôi. Người không muốn sống nữa rồi. Mình sẽ ăn no bụng trước đi, sau đó bóp nát trái tim của cái con Monkey này luôn. Người đâu rồi? À, nó đứng trên kia kìa. Bóp nè. Đó, các bạn có thấy không? Mình bóp cái là nó sẽ mất máu nè. Bóp một cái, mất máu liền. Bóp tiếp, bóp khi nào nó chết thì thôi. Con này chắc mình bóp mỗi tay luôn á. À, hay là mình dùng cái căn phòng nè. Sử dụng cái dao cái này dao mắt mai, dao mangan ta. Mình không nhớ rõ nữa, cái này là dao gamma chứ không phải dao mắt ma. Trời ơi, đồng cũng đồng ngược nữa. À, dao gamma. Ui, hình như cái dao gamma này nó chỉ áp dụng trong cái căn phòng thôi các bạn ơi. Mấy cái mục tiêu ở ngoài cái skill căn phòng của mình á thì mình sẽ không có gây đam được hay sao ấy. Thôi nhưng mà giờ làm sao để trèo lên trên ta? Nhảy lên đây thử coi coi được không. Mất nhiều máu quá à. Thì tình chiến đấu trên địa hình này không có dễ tí nào hết trơn á. Ui, nó mất máu kìa. Ây da. Tìm cách. Đứng ở đây. Rồi đó, con Monkey đâu rồi? Nó núp. À kìa, nó đứng chân nhành kìa. Sẽ tìm cách để áp sát nó mới được. Lại gần thì mới dùng cái kỹ năng da mắt ma trúng các bạn ơi. Đây, tắt căn phòng cái đi. Rồi, ngày càng gần nữa rồi. Nhảy lên một cái nè. Và đu lên tán lá. Ui, mất quá trời máu luôn á. Ui, nó tuột nó ơi. Thiệt tình mình lên cái nó xuống nữa. Bó tay luôn á. Mình tìm cách lên nó thì lại tìm cách đi xuống dưới. Dùng căn phòng một lần nữa nè. Lần này thì dùng dao gamma. Dạ, hụt rồi. À, nếu dao gamma hụt thì mình sẽ thử để cho nó hồi. Rồi mình dùng lại một lần coi mất bao nhiêu máu của con Monkey này nhá. Chuẩn bị ra. Hồi chưa, sao hồi lâu vậy? Cái chiêu dao gamma này hồi lâu à. Và dao gamma. Ý, hình như dao gamma không có tác dụng với nó hay sao ấy. Mình dùng mấy lần mà nó cứ xuyên qua hoài à. Không có tác dụng, mình sẽ bóp một cái. Các bạn để ý trên thanh máu của nó, khi mỗi lần mình bóp thì nó sẽ bị làm chậm và chóng mặt á. Đó, bóp như vậy thì nó sẽ liên tục bị chóng mặt và yếu đi. Trời đang tối để mình ngủ cái đã, sáng thì các bạn sẽ dễ dàng quan sát trận chiến hơn. Ui, mình bị rớt. Ây. Ui, nó nhảy xuống để đánh mình. Chưa, cẩn thận. Ây da. Ui, nó quýnh hơi bị đau nha. Thử dùng dao gamma lại coi. Ui, nó tìm cách nó đánh mình. Trời mưa luôn rồi. Ui, nó vọng xuống để mất nhiều máu hơn. Hay là chiến đấu cận chiến ta. Đánh cận chiến với người nè. Và một hit cuối cùng. Ui, mình còn con chấm máu luôn ấy. Ui, chiến đấu với con này căng thiệt á chứ. Ui, mình còn trái tim của nó nè. Chết rồi.
Mình giết nó xong mà trái tim nó vẫn còn ở đây. Thôi mình sẽ đem về để trưng bày luôn đi. Và nó sẽ đưa ra cho mình những cái gì nào? Cái Monkey Ball hả? Có làm được gì không? Không làm được gì luôn. Buồn vậy ta. Ủa gì? Cái con khỉ đó chỉ gây ra khúc xương vậy thôi hả? Ui trời ơi, quýnh em tót mồ hôi hộp luôn mà gây ra con khúc xương với trái tim màu vàng và một cái bad ghi gì nè. Trời. Thôi kệ đi, dù sao cũng đã giết chết con đó rồi nên mình sẽ cũng thông cảm và trở lên trên thôi. Ôi vậy là mình lại mất thêm một người bạn nữa rồi. Tưởng đâu đánh con đó nó rơi ra đồ xịn, ai dè đánh nó chả rơi ra đồ xịn gì cả, mà còn mất thêm một bé rồng nữa chứ. Đứng đây đi, hồi nãy cố gắng mình cho bé rồng kia đứng yên trên này rồi, lại chỗ gai chi không biết nữa. Và trong này thì nó sẽ có những cái vàng nè, táo vàng, kim cương, rồi phôi vàng cũng như là mạng nhện và mắt nhện thôi. Cái này ý, golden head, một cái đầu vàng. Ui đừng, dây lại. Đừng có đi lung tung, ở đây đâm là chết đó, gai nhọn lắm. Và cái đầu vàng này không biết mình có đội vào được không ta. Ủa cái này đội vào không được các bạn ơi. Ui nhưng mà cái này có vẻ hơi bị hiếm đó. Cái tên vật phẩm á, nó có màu xanh nước biển các bạn ơi. Và nó có cái dòng ghi chú ở phía dưới gì kìa. Để từ từ mình sẽ tìm hiểu sao. Giờ thì lấy trước mấy món đồ trong này đi. Chỉ mà mấy cái thứ này thì mình không cần đâu. Ui gì cái chỗ này đồ cùi vậy. Ui không cùi đâu. Nó ra King Armor nè, bộ giáp của vua. Quê được nha, một ít cái trái táo kim cương mà mình có thể nhặt được ở dưới kho báu nè. Xương ít. Đừng. Bỏ tay luôn á, mấy em rồng này không nghe lời gì trơn, mình đã bảo đứng yên rồi. Lại mất thêm một người bạn nữa rồi các bạn ơi. Đồ trong đây nó không cho xịn mà sao mình thấy cứ tiếc tiếc thế nào ấy. Chưa hết mất hết ba người bạn rồi. Ba bé rồng. Ui buồn thiệt sự luôn á. Ok và ở trên này nó có một cái tảng mây nữa nè. Và thường thường trên tảng mây này sẽ có những cái spawner của Play. Mình sẽ... Ây da, đó. Nó đang bị mất máu vì trời mưa. Play không thích nước cho... Play không thích nước cho lắm các bạn ơi. Mình sẽ lấy trong đây bét bò nấm nè. Rồi kim cương, đi ra chỗ khác. Rồi còn gì nữa, băng cũng như là thạch anh hả? Thạch anh thì mình có rồi nên chắc mình sẽ không lấy đâu. À, rồi giờ thì chắc trở về nhà thôi. Trên đường về nếu mà mình gặp những cái tàu hải tặc hay là hải quân á, thì mình sẽ thử vô khám phá xem coi có đồ gì xịn xịn không. Và ngoài ra thì trong thời gian nhé tạp, mình có làm nhiệm vụ của sư phụ giao cho mình lần trước á, đó chính là thợ săn quái vật. Mình đã farm được một ít rồi và cái phần trăm á, nó cũng lên được 85 rồi. Một xíu nữa trời tối thì mình sẽ kiếm ngọn núi rồi tiếp tục làm nhiệm vụ nha. Để coi xong nhiệm vụ thì sư phụ có cho mình cái gì đó đặc biệt không. Rồi giờ thì chắc mình sẽ lên đường trở về nhà thôi. Ôi nhưng mà ở đây có con cua bự quá nè. Để farm nốt con cua này rồi về các bạn ơi. Để coi nó có rơi ra những cái aquatic bellet không. Nè có nè. Được bao nhiêu đây ta? Không biết được bao nhiêu nữa. Ba à. Vậy là bắt buộc phải có nhạc thì mới có thể lướt được nhiều các bạn ơi. Không có nhặt lướt được ít xíu à. Rồi giờ thì trở về nhà thôi nào. Mình đã về đến nhà được một lúc rồi nhưng mà ngoài trời thì vẫn rất là mưa to luôn. Mình đang đợi cho nó tạnh mưa á nhưng mà có vẻ hơi bị lâu á. Trong lúc kiểm tra lại thì mình vô tình phát hiện mình có nhặt được một cái bét chuối nè. Và món ăn quái cẩu của bét chuối này đó chính là những cái bột đá phát sáng hả. Biết trong này ấy mình có nè. Ui được á nha, cho vào feedback luôn. Không biết feedback mình có ở đây không ta. Ui chết rồi, hình như mình... À đây feedback đây. mày quá. Mình sẽ cho những cái bột đá phát sáng này vô trong nhá. Để cho cái feedback này tự cho bé chuối này ăn. Và bé chuối này mình có... Ui. Ui cái bé chuối này phóng được nè. Ui xịn vậy. Ui. Ủa bé chuối này là một món vũ khí hả ta. Wow, giờ mình mới để ý nha. Đợi xíu trời tạnh mưa đi, mình sẽ ra ngoài để test cho các bạn xem luôn. Và ở tập trước á, mình có chế tạo được một bộ đồ lặn để có thể khám phá dưới biển dễ dàng hơn. Nhưng mà
vì sự cố lỗi thế giới nên bộ đồ lặn đó không còn trong cái kho đồ mình nữa, nên một xíu mình sẽ chế tạo lại. Và trước khi chế tạo lại thì mình sẽ mặc thử cái bộ giáp của vua này nhá. Nó sẽ cộng cho mình khả năng kháng cái nóc bách này các bạn ơi, tức là kháng đẩy lùi á. Mặc vô thử xem. Uầy, có vương miện luôn kìa. Hơi bị xịn luôn á nha. Bộ giáp này có công thức chế tạo không? Không có công thức chế tạo luôn. Xịn dữ, chắc bây giờ mình phải enchant thôi để mình có thể sử dụng bộ giáp này lâu hơn. Enchant bảo vệ nè, cũng như là trầm hỏng thôi. Được được được. Rồi và bộ giáp của mình đã được enchant rồi. Ui, mặc bộ giáp nhìn ngầu hẳn. Và chắc sắp tới mình sẽ làm cho mình một cái vương cái ghế của hoàng đế riêng đi nhờ, mình sẽ xây đâu cao cao trên này nè để mỗi buổi tối mình có thể ngồi lên cũng được. Và phía dưới đang có một con cua siêu bự luôn. Hay là mình sẽ mang cái cây kiếm Bedrock của mình ra và săn con đó ta, tại vì bây giờ mình đang cần farm những cái aquatic pellet đó. Sẵn đó thì mình sẽ rèn luyện luôn cái kỹ năng chiến đấu của mình, tại vì hổm rày mình sử dụng cái trái ác quỷ OP OP Nomi chưa có thuần thục cho lắm á. Đây, sử dụng căn phòng lên nè, căn phòng lên một cái, sử dụng cái kỹ năng dao gamma rầm. Ui, một dao rama chết queo luôn. Wow, hơi bị xịn đó nha. Được chín cái Aquatic Pellet. Đằng này vẫn còn một cái con cua hoàng đế nè. Để ra đây mình farm nốt luôn. Ủa đâu rồi? Ủa? Mới thấy con bự khổng lồ đây luôn mà. Quay qua quay lại mất tiêu luôn rồi. Giờ mình sẽ tập sử dụng cái kỹ năng hoán đổi coi. Mình dùng chưa có thuần phục cho lắm các bạn ơi. Hoán đổi. Á, mình cũng không hiểu nữa. Hay là phải tay không mới hoán đổi được ta? Hoán đổi. À, vậy là phải tới một cái phạm vi nhất định nào đó mình mới hoán đổi được các bạn ơi. Gần gần như vậy nè thì mới hoán đổi được. Giờ mình sẽ đợi cho nó hồi và hoán đổi. Lâu lâu thì không cho dùng, không hiểu sao luôn á. Kỳ lạ thiệt, phải chi kỹ năng hoán đổi này áp dụng trên bluff được hay hay á. Mình có thể di chuyển rất là cơ động trong cái phạm vi căn phòng này. Và kỹ năng lướt của mình thì hình như áp dụng với kiếm thì phải. Kỹ năng thứ sáu của mình nè. Để coi lướt một lướt có chết con cua này không. Kiếm con cua nào trên cạn đi. Đây 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 đây. Con cua này trên cạn nè. Lướt một cái. Không cho lướt à. Đây. Lướt một cái nè. Lướt một cái gần chết luôn. Quy tính ra cái kỹ năng lướt của mình cũng không hề yếu đâu các bạn ơi. Đây mình sẽ lướt lại cho các bạn xem nhé. Một lướt của mình nè. Mất phân nửa máu của con này và nó sẽ bị hiệu ứng trúng độc á. Wow, xịn vậy. Trang bị bé bét mèo để cho các bạn có thể dễ nhìn hơn nè. Rồi, còn một con nào nữa để mình test nốt cái kỹ năng coi. Nè nè. Ý, cái con cua hoàng đế bự nè, mình sẽ dùng dao gamma. À, dao gamma nó chỉ có cái kiểu như là phạm vi ảnh hưởng trong căn phòng thôi. Đây mình sẽ dùng lại một hit coi có được 100 máu như hồi nãy không nhá. Rồi chuẩn bị dao gamma. Boom. Đó. Các bạn thấy xịn sò con bò chưa? Ý Enderman. À hay là bóp nát quả tim Enderman ta. Được rồi nha, được rồi nha. Bóp nát quả tim. Ý, bước cái này ra. Bóp nát quả tim nè. Quýnh ta đi, quýnh ta đi. Trái tim của ngươi nè. Đâu chưa. Ủa? Ủa cái này trái tim của con Monkey mà. Không không không, mình cần trái tim của Enderman cơ. Ngược rồi. Móc tim, ai đâu rồi? Ủa nó di chuyển đâu rồi? À đây đây đây, móc tim nè. Được rồi. Bóp một lần 6 máu. Ui, nó đang bị làm chậm kìa. Bóp nè và chuẩn bị bóp một lần nữa, cái cuối cùng. Bye bye. Bụp. Ui kỹ năng này ra tay cực kỳ tàn độc luôn các bạn ơi. Bốt một phát là con đó chỉ có nước 2 triệu trận tới chết thôi á. Ui mình thấy cái chát quỷ này mạnh thì có mạnh đó, nhưng mà nó không được kiểu như là sao ta. Phải gọi là như thế nào nhờ, ra tay nó hơi bị tàn nhẫn á. Mà thôi kệ đi, trong chiến đấu mà phải có một kẻ hy sinh, một kẻ sống sót chứ. Rồi và test kỹ năng đến đây thôi, trời cũng đang tối á. Nên mình sẽ cưỡi cái bé Romander của mình để đi làm nhiệm vụ nha. Và giờ thì phần nhiệm vụ của mình còn có
khoảng 15% nữa thôi nên mình sẽ cố gắng tranh thủ làm nốt luôn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình di chuyển tới khu vực ngọn núi gần chỗ sư phụ nhé. 2000 years later. Ui, Enderman mà chịu mưa được luôn kìa. Ui, không, thanh niên này tên Luther các bạn ơi, chứ không phải Enderman. Nhưng mà hình dáng thì rất là giống Enderman luôn. Chịu được mưa luôn á. Tại vì thông thường thì Enderman á không có chịu được cái nước các bạn ơi, mưa xuống là bị mất máu quá trời luôn. Và trên ngọn núi này đã bắt đầu xuất hiện những con quái rồi nè. Được, tiếp tục làm nhiệm vụ thôi. Hiện tại thì phần nhiệm vụ của mình là 85%. Để mình tranh thủ, mình đánh nốt con này. Có tăng phần trăm lên không? Nó lên 90% rồi nè. Còn một xíu nữa thôi. Zombie nè. Rồi và 95% rồi. Cố lên. Khoảng một con nữa thôi mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ á. Thôi coi còn con nào không mình sẽ... À đây. Zombie nè. Và 100% rồi. Đã có thể trả được cho nhiệm vụ cho sư phụ rồi đó. Có cái nhiệm vụ là giết zombie mà đợt trước mình dịch nhầm á, thành ra làm không có được, giờ thì mới xong. Nên mình sẽ nhanh chóng trở lại nhà sư phụ để hoàn thành nhá. Đây sư phụ đâu rồi? Ui sư phụ ra chào đón mình kìa, nói chuyện thử coi. Đó. Sư phụ vừa mới khen mình kìa các bạn ơi. Và mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ thứ hai của sư phụ giao cho mình. Và phần nhiệm vụ mình đã trống lỏng rồi nè. Và có một vài bạn chỉ mình á là cái Dendemushi sẽ cho mình nhận nhiệm vụ. Mình cũng chưa biết rõ nữa. Để bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển về nhà một cái để coi cái Dendemushi có thực sự là giúp mình nhận nhiệm vụ không nhá. Ấn một cái nè. Rồi vào phần cái West coi. Đâu có đâu. Cái Dendemushi này chủ yếu là để trang trí à, chứ không có nhận nhiệm vụ được các bạn ơi. Thôi kệ đi, giờ mình sẽ trở lại nhà sư phụ nè. Và sư phụ đây. Ui, mình để ý nhá, sư phụ này cứ khoảng vài phút là đổi một lần. Lúc thì hình dạng này, da không có đen cho lắm, mà lúc thì da đen thui thùi lùi luôn á. Và nhiệm vụ lần này là The Fruit of Training. Coi nào. Và cái nhiệm vụ này của mình là mình cần phải có 25 cái đòn đánh chí mạng, cần phải tập trung vào cái chuyển động nè của kẻ địch để có thể hoàn thành cái việc kết liễu chúng hả? 25 hết chí mạng. Ui, hơi bị căng đó nha. Chí mạng hả ta? Ở làm sao để chí mạng nhờ? Hay là nhảy từ trên xuống đánh thì nó sẽ chí mạng? Ui, cái thanh niên. Ui. À, mấy thanh niên này biết copy cái... Ui các bạn thấy bé bờ lấp đất không? Quýnh hơi bị ghê luôn á. Ui sao bây giờ mình lại có ba cái thanh kiếm rồi. Ủa kỳ lạ thiệt á. Vào cái phần nhiệm vụ. Ấy này nè. Vậy là mỗi lần nhảy xuống đánh thì mình sẽ có đòn đánh chí mạng các bạn ơi. Ui đánh từ một cái. Úp. Ý vậy đánh hụt. Đánh một cái nè. Wow, được rồi. Mình được 8% rồi đó. Để bây giờ mình sẽ tập luyện cái việc chiến đấu như vậy. Nó có tăng lên chưa? 12%. Tuyệt vời. Và với cách này thì mình sẽ nhanh chóng hoàn thành được nhiệm vụ của sư phụ giao cho. Nên mình sẽ tìm những mục tiêu để có thể đánh được những hit chi mạng giống như vậy nhá. Ui, đánh kiểu này thích thiệt các bạn ơi. Nhưng mà nó hơi phiền một tí. Tại vì mình... À, hay là mình sẽ cởi cái ủng này ra ta. Được á, mình sẽ cởi cái ủng may đi. Để không thôi mình nhảy cao quá nó cũng khó trong việc đánh chí mạng lắm. Đây, nhảy thấp như vậy mà dễ. Ê. Cái con này. Ui, cái con Savannah này nó ăn thịt heo các bạn ơi. Nhỏ xíu như vậy mà hung dữ, ăn thịt mấy bé heo luôn. À đây, Creeper chạy đi đâu. Creeper trong đây nhát lắm các bạn ơi, gặp là chạy à, không hiểu sao luôn á. Nãy giờ mình đánh được 44% rồi nè. Mau thực sự luôn á. Và cách này cũng là một trong những biện pháp hữu ích để giúp chúng ta PvP tốt hơn, bằng cách gây được nhiều sát thương từ đòn đánh chí mạng á các bạn ơi. Đây nữa nè, đánh chí mạng nè. Và đánh chí mạng đó. Và được bao nhiêu rồi? 56%. Đánh mấy heo có tính không? Đánh mấy heo vẫn tính luôn. Ui như vậy thì mình có thể đánh mọi thứ, miễn ra đòn đánh chiến mạng là có thể tính nhiệm vụ rồi. Tuyệt nha. Nhưng mà giờ ban ngày rồi, muốn tìm mấy coi còn zombie đánh cũng khó đó. Để coi hướng này còn con nào để mình có thể đánh chiến mạng không ta. Ơ ta
nếu mình dùng mấy cái món vũ khí yếu yếu, chẳng hạn như là tay không, không cần vũ khí luôn, dùng tay không thử xem coi coi có tính cái phần nhiệm vụ này không nhá. Tại vì lúc mình nhảy lên tay không thì đánh nó vẫn chiếm mạng nè. Ui nhưng mà bắt buộc phải có vũ khí á các bạn ơi. Sao em thì tình em cứ tranh giành với anh không ấy. Mình chưa kịp đánh được cái bé block á, cứ ăn hết mạng của mình rồi, buồn ghê luôn. Nãy giờ giết cũng được 60% rồi đó. Cố gắng tìm thêm vài con cua nữa để đánh và hoàn thành nhiệm vụ thôi. Mình đã được 96% rồi các bạn ơi. Và chắc con cua này là con cua cuối cùng để mình có thể hoàn thành nhiệm vụ nè. Đánh đánh chí mạng nè và một hit chí mạng nữa để coi coi. Ui đừng 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 đừng, cua của anh, cua của anh, cua của anh mà, đừng có giành mà. Em lính của anh mà em cứ giành mạng của anh hoài. Và phần nhiệm vụ của mình đã được 100% rồi nè, giờ thì lại gần sư phụ để có thể hoàn thành nữa nào. Đâu sư phụ không biết có nhà không ta. Ý nè các bạn có thấy không, lại đổi sư phụ rồi, kệ biết sao cho mình hoàn thành nhiệm vụ là ok đó. Vậy là mình đã hoàn thành xong một nhiệm vụ nữa rồi. Coi coi cái này là ghi chú của thầy nè. Ui ui đâu ra vậy, ui tự nhiên mình ấn vào phần ghi chú của sư phụ thì tự nhiên xuất hiện một tên này, ấn vào một cái ui cả đống sơn tặc luôn. Ui đâu ra mấy tên này, đâu ra vậy, lỡ cướp nhà sư phụ luôn hả? Đừng hòng. Ê hay là mình dùng vũ khí mới ta, có vũ khí mới mà ngại gì không test. Ủa sao hai sư phụ dữ vậy, ủa gì sư phụ nào mới là sư phụ thiệt. Ủa sao nhiều sư phụ vậy, coi sư phụ này coi. Ở đây sư phụ này. Ê đây. Có ăn cướp nè, ăn cướp lại đây hay gì, dám chống sư phụ mình cho ăn hit là đi luôn bây giờ. Mình còn muốn đánh không lại sư phụ mình á. Như vậy thì mình đã hoàn thành xong khóa học của sư phụ rồi, chỉ có 3 nhiệm vụ thôi mà nó cũng không có quá khắc nghiệt á, nên mình có thể hoàn thành rất là dễ dàng. Và nhiệm vụ thì cũng đã làm xong, và coi phần Haki coi mình có học thêm được cái loại kỹ năng nào không. Ui mình học thêm được một cái trong phần lục thức nè, ghép vô. Ui why, có cái này mình có thể di chuyển được trên mây nè. Wow đã nha. Xịn thiệt sự các bạn ơi. Wow nhờ sư phụ mà mình đã học thêm được một cái kỹ năng trong lục thức rồi, đó chính là ghép vô, giúp mình có thể di chuyển trên mây mà không cần một block nào luôn. Quá dữ. Sau một thời gian huấn luyện thì cuối cùng mình cũng đã mạnh mẽ hơn rồi. Giờ mình sẽ săn cua hoàng đế để đại sư phụ một hôm nhé. Ôi mà sao cua hoàng đế này không rơi ra mấy cái kia ta. Ừ đấy nè, phải có rơi ra những cái aquatic ballet chứ. Rồi vô cho sư phụ mấy cái càng cua hoàng đế luôn. Nè lại đổi sư phụ nữa. Cứ đổi liên tục mà. Nè cho sư phụ mấy cái càng cua hoàng đế nè. Mình nhà có nhiều lắm rồi nên chắc mình cũng không cần đâu. Và bây giờ thì mình sẽ trở về nhà để nghỉ ngơi cũng như là dọn dẹp lại đồ trước khi làm công việc tiếp theo trong ngày hôm nay nhá. Bây giờ thì mình sẽ lấy một vài viên emerald, kim cương và slam cũng như là kính ở bên đây ra nhá. Đây, kính đây. Để làm lại cái set đồ lặn rồi các bạn ơi. Và công thức của đồ lặn thì nó sẽ có thể làm được từ như vậy. Ý, ủa sao hôm nay mình... À mình còn thiếu sắt thì phải. Đây đã có sắt đây nè. Giờ thì mình sẽ ấn nhanh theo công thức nhá. Đây cái nón nè. Mỗi lần chế tạo thì nhìn cái nón nhìn buồn cười thiệt luôn á. Lần đầu mình thấy cái nón kiểu vậy luôn, nguyên cái hộp bành cho ná. Rồi và vui một set đồ rồi. Giờ mình sẽ cho những thứ không cần thiết vào bên trong lại. Sau đó thì nhảy xuống nước để lấy lại những cái rương kho báu ở tập trước mà mình chưa kịp lấy thôi. Nhưng mà nó sẽ hơi chóng mặt một xíu nha. Mình phải thú thật với các bạn là loại kiểu này nó chóng mặt thiệt sự luôn á. Nó cứ quay mộng hoài à, không đỡ nổi luôn á. Ê trong này có cái cửa, may quá. Ui cuối cùng cũng đỡ chóng mặt. Chóng mặt thiệt sự. Và đây là cái rương mà có cái rương vàng ở bên trong này, một ít kim cương và sáp mình sẽ lấy tạm. Bên này thì có kim cương thôi, táo vàng nè, sáp cũng như là vàng. Và làm thêm một lần nữa coi. Hơi chóng mặt một xíu.
Đây, cái này thì không có đồ xịn. Bên này coi, bên này thì có rương gỗ. Vậy là mình đã tìm lại được hai cái rương chứa trái quỷ bên trong rồi các bạn ơi. Để bây giờ mình sẽ lấy cái bếp bếp nhà đó đã. Để mình dịch chuyển về nhà cho nó nhanh. Đây, dịch chuyển về nhà nè. Cuối cùng cũng xong. Và giờ mình sẽ tiếp tục theo cách này để lấy thêm những cái rương kho báu còn lại nhá. Nếu không mình nhớ không lầm á, là ở phía dưới này sẽ có một cái rương chứa trái quỷ thì phải. Giờ mình sẽ xuống dưới để kiểm tra thử nhá. Mình vẫn mặc full đồ lặn thôi, và mình có thể trèo lên bằng cách mặc cái ủng mây vào các bạn ơi. Ủng mây thì vẫn có thể cho mình cái cơ hội để trèo lên, miễn là đủ oxy là được. Mình có thể thay đổi luân phiên giữa hai cái set đồ ấy. Đây nè, như cái này đúng không, mình có thể mang vô để có thể trèo lên một block và lấy trái quỷ thôi nè. Lấy cái lấy cái rương chứ không phải trái quỷ. Và muốn lên á thì mình sẽ trèo lên, và khi hết oxy thì chỉ cần mặc lại cái ổn và cởi ra lại nó là nó đã full oxy và trèo lên trên rất là dễ dàng rồi. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục lên trên và đến cái con tàu bị đắm kế tiếp thôi. Và đây cũng là một trong những con tàu chứa rương trái quỷ bên trong nên mình sẽ lấy về nhá. Chai cola thì không lấy cũng được. Rồi, giờ thì đi sang con tàu kế tiếp nào. Nãy giờ thì mình có được 2, 4 có được 4 cái rương chứa trái quỷ rồi. Tập trước thì mình tìm được tới 7 rương rồi đó. Để bây giờ mình sẽ nhớ kỹ lại coi những con tàu hay là những cái chỗ nào có trái quỷ thì mình sẽ xuống và lấy nhá. Như ở phía dưới vẫn có trái quỷ sao á. Mình không biết nhớ rõ không ta. Ok, để bây giờ mình sẽ test thử. Nhưng mà trước khi test thì mình sẽ xuống đây nè, đặt đây một cái điểm ngẫu nhiên đi, màu xanh lá cây. Ê, nhưng mà mấy tên này đi ra chỗ khác nha. Tôi ghé qua một xíu thôi, làm gì căng vậy. Rồi, bé Rồng cứ đây đi, đừng sợ. Và mình sẽ xuống dưới để kiểm tra một cái. Xuống được phía dưới các bạn ơi. Xuống đây thì nó có miếng oxy nên nó hết bị chóng mặt á. Để mình coi nào, chỗ này chỗ nào có cái rương chứa trái quỷ ta. Cái này là mấy cái giường rồi. Chỗ này là hình như không, ở phía trên. Ý, cá piranha. Ui, con cá tập trước nó vẫn còn sống à. Dạ. Mình sẽ tìm cách để trèo lên một cái. Đóng cửa lại. Ui chết rồi, nó bị vướng rồi. Sao vậy ta? Vừa lên là mất năng lực trái quỷ, nó lại chìm xuống. Khó chịu thiệt sự luôn á. Hay là đập cái này. À, đập cái này thì không sao nè. Sẽ đập cái này để gắn cái hàng rào lên phía trên nhá. Thử dùng cách này coi coi có thể trèo lên được không. Nói vậy thì được rồi nè. Và kiểm tra. Hình như trong cái tàu này thì rương chứa trái quỷ nó nằm ở phía sau căn phòng đó thì phải. Tại vì mình kiểm tra những tầng trên á, chỉ có những cái mũi tên trong mấy cái máy phân phát này thôi. Coi coi có phải không nhá. Ừ đúng rồi nè, trong này có tiếp hai cái rương nè. Vậy là mình đã tìm lại được 6 cái rương chứa trái quỷ rồi. Còn một cái rương nữa nhưng mà không biết ở con tàu nào. Một xíu lên trên thì mình sẽ đi tìm tiếp nhá. Đây, trở lại với cái con tàu mình vừa đánh dấu nè. Rồi, cảm ơn mấy cái tên hải tặc đã cho mình nương nhờ nhá. Giờ thì mình sẽ mặc lại full set đồ này và tiếp tục đi tìm rương trái quỷ còn lại thôi. Mình tìm lòng vòng mà vẫn chỉ có 2, 4, 6 cái rương trái quỷ hết các bạn ơi. Không biết cái con tàu hôm bữa là con tàu nào nhờ. Tàu này thì mình lấy kiểm tra rồi, mình không có thấy trái quỷ. Ok, tạm thời thì chắc mình sẽ tìm được 6 trái thôi, cái rương thôi các bạn ơi. Chứ cái rương thứ 7 mình không biết nó nằm ở chỗ nào á. Nhiều khi nó nằm ở phương trời khác thì sao. Mình không nhớ rõ nên hy vọng các bạn thông cảm giúp mình nhá. Giờ thì mình sẽ dọn dẹp lại đồ cho nó thật trống trải. Rồi sau đó tiếp tục cái chương trình mở rương chứa trái quỷ, xem trong ngày hôm nay được những trái quỷ như thế nào. Mình đã dọn dẹp lại đồ và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế tạo những cái chìa khóa nhá. Công thức chìa khóa thì mình cần thật là nhiều những cái phôi vàng đặt theo hình dọc giống như vậy. Và được 6 cái chìa khóa vừa đủ để mở 6 cái rương luôn. Mình sẽ lên một cái chỗ cao cao như là trên này đi để mở thử một hôm nhá. Hy vọng ở trên cao như vậy thì sẽ cho những cái quỷ cấp bậc cao hơn. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu với một cái rương xịn nhất, đó là rương vàng. Và nói rương vàng mới nhớ, hình như đó giờ mình mở mới được có 1 hay 2 cái gì thôi mà đa số toàn bị crash game á. Hy vọng lần này được có crash nữa nhá. Mở luôn thôi nào. 1, 2, 3. Ui, mình được trái gì đây? Moku no mi Helosia. Uầy, Helosia là khi mình ăn vào không bị nhận xét thường vật lý, giống như là trái Goro no mi lần trước vậy á. Hơi bị xịn luôn. Rồi tiếp theo là cái rương gỗ này đi.
Đây đây đây, gừng gỗ nè. Thử xem, xẻ ra trái này gì nào. Ui, trái kilo nữa rồi. Mình đã có tổng cộng là 2 trái kilo, kilo nomi rồi đó. Đây nè, bị trùng mất tiêu. Rồi, đổi ra rừng bạc, hy vọng là sẽ không còn xui như vậy nữa. Boom. Yami, nomi. Vẫn là hệ Logia. Như vậy thì mình đã có được 2 trái hệ Logia trong ngày hôm nay luôn. Rất là may mắn á các bạn ơi. Hệ Logia hơi bị hiếm luôn á. Rồi, và thêm một cái rừng bạc nữa đi. Đang lúc may mắn mà. Hy vọng là... Trời à. Gà trái à. Ủa? Mogunomi, trái này mình chưa có nè. Ui, mình cứ tưởng bị trùng chứ. Mà đây là hệ Zoan nha. Vậy là hổm rài thì mình có một trái Zoan nè. Hai trái Zoan, còn trái nào nữa không? Mình có tổng cộng là ba trái hệ Zoan rồi đó các bạn ơi. Đây nè, Hito, Mogu và Ushi. Ui, được đó nha. Còn hai cái rương mình sẽ mở nết luôn. Cái rương này, Kachi mình có rồi. Trái này thì sao? Trái Mogu cũng có rồi luôn. Vậy là xét xuất ra những trái quỷ bị trùng ở cấp độ rương gỗ là rất là cao, nhưng mà ở cấp độ rương vàng và bạc thì nó sẽ ra những trái cao cấp hơn và ít khi bị trùng nữa. Và như vậy trong ngày hôm nay á, mình đã được hai trái quỷ mới hệ Logia cực kỳ xịn, đó chính là Yami no Mi và Moku no Mi. Và ở tập trước mình có được trái đâu rồi ta? Gomu no Mi của Luffy nè. Nhưng mà sắp tới thì mình mới ăn thôi, chứ bây giờ mình còn đang vân vân là chưa biết có nên đổi trái quỷ không nữa. Vì trái OP no Mi của Chabengalore cũng khá là tốt trong vị chiến đấu á. Nếu các bạn muốn mình ăn cái trái Gomu no Mi á thì đừng quên góp ý phía dưới nha, để mình ha tranh thủ mình ăn nốt và khám phá trong thế giới One Piece tiếp. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì Bye.